cho con của Loki và Pila ngày hôm nay. Còn hai em tìm chủ là em dây đen và em dây màu da cam. Đó. Đợt này thì nó nắng nóng đầu mùa, thành ra là phải giảm ăn cho chúng nó. Là hôm nay là nhìn người của chúng nó hơi hong gầy rồi. Nóng đầu mùa cho nên là phải giảm ăn để phòng bệnh, không cho ăn nhiều như bình thường được. Đàn này là còn con dây đen này và con dây da cam này là đang tìm chủ. Mấy hôm vừa rồi nó nắng đầu mùa, thành ra là phải giảm ăn cho nên hôm nay là nhìn người nó đã có độ hóp rồi này. Vì là đang nuôi chó ở trong đàn cho nên là buộc phải giảm ăn. Buộc phải giảm ăn với những cái ngày nắng đầu mùa này, chứ còn cái con chó mà nó về nhà mới ấy, thì mọi người sẽ cho nó ăn nhiều hơn được. Mỗi con nó một nhà thì cho nó ăn nhiều hơn được. Vì nó còn liên quan đến cái khu vực nuôi nữa. Nó rộng rãi hay là nó mát mẻ này kia. Còn bọn chó con thì nó ở với nhau, là đến hôm nay là đây nhìn hai con ở trên mặt nó đều xuất hiện vết nấm đây này. Chó con nó ở với nhau thì không tránh được. Không tránh được cái việc là nó có nấm. Nó nô đùa nhau rồi nó cào chân, nó xước vết da ra cái, rồi sau đấy là nó nghịch nước là nó sẽ nấm ngay. Thì cái nấm này đơn giản thôi, bôi cái thuốc nấm 2-3 ngày là nó sẽ khỏi. Quan trọng là chúng nó phải được tách nhau ra đó. Thì là em còn em đen và em da cam, chúng nó là không thích gì đâu. Da cam thì rất là tình cảm này, chui rúc không muốn đấy mà muốn rúc vào người chủ. Đây, vết nấm vừa cạy ra để cho sứt ra để tí bôi thuốc. Em da cam này thì rất là đẹp. Nó có mỗi một cái là cái em này nó có một cái dải lông ở cỏ này. Thì còn chưa biết là về sau nó sẽ theo cái kiểu như thế nào. Nhưng con chó đang hơi gầy. Hôm nay là nhìn con chó nó mảnh khảnh hơn rồi. Mấy hôm giảm ăn nhìn người nó mảnh khảnh hơn rồi. Và khi con chó ở trong đàn này thì nó rất là tốn sức vì nó nô với nhau. Nhất là con chó đến cái giai đoạn này. Giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu nó vào cái giai đoạn khẳng định. Khẳng định cái chủ quyền. Giai đoạn này là giai đoạn con chó nó bắt đầu là nó khẳng định cái chủ quyền lãnh thổ rồi này kia. Nên là con chó nếu mà khi nó còn ở chung với nhau nó nô nhau suốt ngày, nó mất sức. Và nó cũng bắt đầu nó bước vào chớm bước vào cái giai đoạn phát triển cao dài nữa. Nên là nếu mà con chó mà nó chỉ cần giảm ăn ở giai đoạn này, hoặc là có những cái con mà nó ăn kém như bọn này thì là mình chủ động mình giảm ăn. Nhưng nếu mà những cái con nó ăn kém, có thể là nó ăn kém mấy ngày thì là nhìn người nó nghêu ngao ngay. Vì là cao dài nó phát triển, cái lượng dinh dưỡng vào cao dài nó vẫn phát triển, nhưng mà cái bề ngang thì nó không có thì nhìn nó sẽ nghêu ngao. Đây. Còn em đen đây. Em đen đây. Đàn này là sẽ là tướng chó về sau, sẽ là tướng chó cao dài. Còn em đen và em da cam. Đây. Cam này. Cam thì nhìn người nó đậm hơn chút vì là cái con cam mà lông nó cũng dài hơn một chút. Bắt đầu đến đoạn người nó nhẳng. Đó thì hai em này, còn hai em này là tìm chủ có thể đón ngay được. Con của Loki và Pila cháu. Đó. Với cái em màu dây màu cam này thì nó có cái vẹt ở cổ thì nó sẽ có một cái đặc biệt là nó có một, sẽ có một cái dao kiểu riêng. Nếu về sau nó thành một cái vết lem, đấy nó mọc lông cứng lên mà nó thành một vết lem thì sẽ có một cái giá khác. Ăn uống của con chó con này thì cái yêu cầu với lại cái con chó con là ăn uống không cần biết như thế nào, nhưng mà phân nó cứ phải khuôn bóng. Ok, hôm nay còn có hai em được thôi nên là quay video ngắn thôi, cho nó vào thôi, bởi vì trời rất là nóng. Nó rất là quấn người. Đó, mọi người thấy nó chó gọi cái nó lại ngay. Rồi, uống nước một tí đi, rồi vào. Đây. À. Đó. Là đây là mới nhá, chứ không phải là lâu gì đâu. Hai bọn này là mới chuyển về trại thì còn mấy con thì là chủ đón về rồi, còn hai con này.
Hai con này thì mấy hôm là chủ muốn đến xem, có mấy bạn muốn đến xem, như vào cái đợt nóng là nóng gắt kèm mưa rào nên là mình không cho đến. Vì là cái thời tiết đấy là cái thời tiết là nguy cơ dịch bệnh nó cao nhất. Con chó nó ở cái giai đoạn mà trời nắng gắt mà nó kèm với mưa rào là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm của con chó con. Còn như hôm nay thì bắt đầu đều đều thời tiết rồi này rồi thì mọi người có thể là ai mà quan tâm hai con này thì có thể đến xem và đón chó. Còn ở trong cái giai đoạn này đấy, mọi người đoán đây như mọi người nhìn con chó, nhìn kỹ con chó này, là con chó như hiện tại bây giờ là nó đang hơi gầy nhé. Vì là mình chủ động mình giảm ăn này, nhìn cái mông của nó hơi lộ xương rồi này. Nhưng cái việc giảm ăn này nó không ảnh hưởng đến cái tốc độ phát triển về cao và dài của con chó. Tức là giảm ăn nhưng không giảm quá nhiều. Nhưng con chó nó sẽ gầy. Nhưng nó gầy thì nó an toàn hơn là con chó béo. Vì do cái môi trường nuôi nữa, nếu mà nuôi ở nhà một mình nó một chỗ thì mọi người có thể chỉ giảm ăn một chút thôi. Nhưng ở đây khi mà mình nuôi ở trại ấy, thì mình sẽ phải giảm ăn nhiều hơn. Để đảm bảo nó con chó nó không bị mệt vì cái tiêu hóa, vì cái thời tiết mà nó thay đổi ấy, là con chó nó đã có một cái độ mệt ở trong người rồi. Nếu mà cho ăn nhiều một cái thì nó có thể là cái tiêu hóa của nó sẽ có phát sinh tiêu hóa. Mà phát sinh tiêu hóa một cái thì nó lại kéo theo phát sinh những cái khác. Nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Ở trong những giai đoạn thời tiết nhạy cảm thay đổi là cái con chó con, mọi người mà nuôi chó con là một người phải để ý nhá. Con chó con dưới 6 tháng ở những giai đoạn mà thời tiết đầu mùa theo kiểu là trời rất là nóng và có được cơn mưa rào, nắng ngoài mấy hôm có cơn mưa rào nó mát trời, nhưng mà với con chó đấy là một cái sự thay đổi đột ngột. Cái cơ thể của con chó là nó sẽ bị mệt. Nó như kiểu tưởng tượng như là ở người, những cái người cao huyết áp hay là tim mạch ấy, là giai đoạn đấy người ta rất là mệt. Thì ở con chó con nó không có cao huyết áp tim mạch, nhưng mà nó không thích nghi được với cái độ thay đổi môi trường như là người mình, tốt như người mình. Nó thích nghi kém hơn, thành ra là giai đoạn đấy con chó con nó sẽ rất là mệt. Là chúng ta sẽ phải lưu ý là có thể giảm ăn một chút cho chúng nó, hoặc là để ý cái chỗ ở để cho chúng nó ít bị ảnh hưởng của môi trường nhất. Đó, như hai con này thì hôm nay là nhìn trông nó người nó nhìn nó mảnh khảnh ngay rồi, mảnh khảnh hơn so với hôm trước. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì thả ra thì có mấy lần thả ra thôi, nhưng mà cái con chó cái bước chân nó đã có một cái độ chắc hơn rồi. Đó. Còn về nhà ấy, như mấy bạn mà có mấy chủ đón chó về nhà từ trước rồi ấy, thì con chó nó được thả theo kiểu là một cái chỗ quây với lại sân. Chỉ có sau 2 ngày sau là các bạn ấy đã báo lại là con chó nhìn nó khác hẳn rồi. Và nhìn nó to hơn hẳn luôn. Bởi vì nó chỉ cần về nó được nuôi riêng ra thì nó chỉ sau một tuần sau nhìn con chó không nhận ra luôn. Vì nó được nuôi riêng, con chó nó không mất sức như là nó khi nó ở trong đàn. Khi nó ở trong đàn là con chó nó rất là mất sức. Nó nô với nhau ở trong một cái khoảng hẹp. Còn khi mà nó về nhà mới là nó có một cái chỗ nó tự do nó ấy, và nó ăn uống các thứ này kia là nó sẽ tiêu hóa nó cũng tốt hơn. Và nó cái tâm lý của con chó nó ảnh hưởng nữa. Tâm lý con chó nó theo kiểu là nó gọi là nó thoải mái nhất. Chứ ở trại này khi mà nuôi trong đàn này, con chó ở tuổi này mà nó gần nhau nó không có thoải mái đâu. Một con chó con này nó chơi với một con chó to ấy, thì nó sẽ thoải mái hơn là hai con chó con này nó chơi với nhau. Còn nếu mà cái khoảng của nó là khoảng rộng thì ok. Nhưng mà vì ở trại thì nó sẽ không có thể có khoảng rộng như ở nhà mọi người được. Khi mà nuôi ở nhà là cái khoảng rộng rãi nhất. Thì như cái bọn này là nếu mà như bọn này ở trại này mà nó ăn cùng một lượng như mọi người ở nhà cho ăn nhé. Thì bọn mà mọi người mà nuôi ở nhà ấy lúc nào nó cũng sẽ béo tốt hơn là bọn ở trại. Bởi vì ở trại này cái khoảng nuôi của chúng nó là khoảng nuôi nó hẹp hơn. Là chúng nó có thể chúng nó nô nhau một ngày, giả sử như hai con này nó chơi với nhau một ngày nó đánh nhau 10 lần là chuyện bình thường. Nó nô nhau, đấy là nó nô nhau. Vì nó đến cái tuổi là nó phải tách ra mỗi con về ở một nhà thôi. Mỗi con một địa bàn rồi, nhưng đây nó vẫn ở chung với nhau thì nó nô nhau. Mà nô nhau ở tầm này là cho con răng nó sắc là nó có thể gặm này kia nó đau là nó chuyển sang là đánh nhau ngay. Tất nhiên đánh nhau kiểu cho con thôi. Nhưng đây nó sẽ xích chỗ nọ xích chỗ kia rồi nó nấm là chuyện bình thường. Ok đó. Còn hai em này thì mọi người ai mà quan tâm đến con chó con của Loki thì mọi người liên hệ nhé. 0981115000, chó ở Hà Nội.